hai thử thách đầy hấp dẫn tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội tiếp tục kích thích người yêu thể thao trên toàn quốc hướng đến thử thách tiếp theo, chinh phục tấm thẻ quyền lực trị giá 170 triệu đồng được thương hiệu California phát hành. Thử thách thứ ba của chuỗi sự kiện được diễn ra tại thành phố biển xinh đẹp Đà Nẵng, chủ đề tiến về phía trước với điểm khác biệt so với hai thử thách trước đây là diễn ra trong nhà. Công đoạn cuối cùng để chuẩn bị cho thử thách thứ ba mang tên tiến về phía trước tại câu lạc bộ California Fitness and Yoga Đà Nẵng đã đang đi đến những công đoạn cuối cùng, và chỉ qua đêm nay thôi, khu vực mà tôi đang đứng ngay đây sẽ hoàn toàn thay đổi diện mạo, được set up vô cùng hoành tráng để chào đón tất cả các người chơi cùng đến với thử thách này. Trong không gian ở trung tâm phòng tập tại Đà Nẵng, để tăng thêm độ khó, ban tổ chức còn lồng ghép nhiều chướng ngại vật trên lộ trình chinh phục thử thách. Vì diễn ra trong nhà, người tham gia không bị chi phối bởi thời tiết, khán giả và nhiều người chơi cũng dễ dàng cổ vũ cho nhau, hứa hẹn nhiều màn thể hiện bùng nổ trong sự kiện sắp tới. Nhóm huấn luyện viên California đã thị phạm vài động tác tập hỗ trợ để mọi người có thể chuẩn bị tốt nhất cho thử thách vào ngày mai. Và để hoàn thành cái thử thách này thì chúng ta sẽ cần một cái sự tốc độ tốt, chúng ta cần có một sự cân bằng tốt, và bên cạnh đó chúng ta cần phải có một cái sự khéo léo nữa. Và để làm được cái điều này thì chúng ta cần các bài tập để cải thiện cái sức chịu đựng của phần thân trên, thân giữa và lẫn thân dưới. Các bạn có thể tập thêm các loại bài tập giống như là squat, lunge, plank, hít đất, hoặc là chúng ta có thể kéo xà. Trung tâm tập luyện thể thao California đón chào tất cả người yêu thể thao trên cả nước. Hãy đến thử sức mình để được thấy bản thân tiến về phía trước như thế nào. Và nếu xuất sắc, bạn còn có thể giành được những phần thưởng hấp dẫn từ chương trình. Hãy đến với California Fitness and Yoga Đà Nẵng vào lúc 14:30 ngày mai, 26 tháng 11 năm 2022 để cùng tham gia với chúng tôi nhé.